Sau khi toàn bộ 62 chốt kiểm tra y tế tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu hoạt động, rất nhiều người dân khi lưu thông qua chốt đã được kiểm tra y tế và thu thập thông tin hành trình. Hầu hết người dân đều đồng tình và vui vẻ hợp tác. Ghi nhận tại chốt kiểm soát y tế tại chân cầu Đồng Nai hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa phận thị xã Dĩ An, Bình Dương, vào chiều ngày 5 tháng 4, toàn bộ người điều khiển xe máy, ô tô và xe khách đều được lực lượng chức năng cho dừng và yêu cầu kiểm tra thân nhiệt. Những trường hợp nhiệt độ ở mức bình thường sẽ được mời qua, riêng những người có thân nhiệt cao sẽ được các nhân viên y tế mời vào bên trong chốt để kiểm tra lại. Dù lực lượng chức năng làm việc hết công suất, nhưng lượng phương tiện lưu thông qua chốt kiểm tra đông nên phải xếp hàng chờ đợi. Mặc dù phải chờ đợi, nhiều tài xế vẫn bày tỏ sự đồng tình. Cái việc này để cho phòng chống dịch bệnh chung cho toàn xã hội, anh hoàn toàn ủng hộ, không có vấn đề gì cả. Với cá nhân anh thì anh cảm thấy cũng là vui thôi, tại vì là cái này là cái phòng chống dịch bệnh chung cho xã hội thôi. Và mong tất cả mọi người đều có ý thức để hợp tác. Tại chốt ở đường Trường Sơn đoạn dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất, từ 17 giờ ngày 5 tháng 4, lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra với tất cả người lái ô tô biển tỉnh và những người đi cùng xe. Người dân sẽ phải khai thông tin y tế và được kiểm tra thân nhiệt, sau đó khai báo thông tin hành trình cho cảnh sát giao thông. Một nhân viên y tế tại chốt này cho hay, từ khi triển khai chốt đến trưa nay ngày 6 tháng 4, chưa ghi nhận trường hợp nào có thân nhiệt cao bất thường. Mình từ Bình Dương xuống đây, chở người khách người thân về Hà Nội. Đi qua vừa qua Bình Dương thì có một trạm này, mình rất vui vẻ thôi. Nói chung là mình hợp tác thôi, cũng nhanh gọn mà. Mình rất đồng tình điều này, không có phiền phức gì cả, nó mình cùng nhau chung tay để có một phần nào đó vào cái công cuộc dập bớt cái dịch này thôi, chứ còn không có vấn đề gì về phiền hà cả, mình rất đồng tình. Hình như là anh đi từ do đó lên đây anh gặp là chốt này chốt thứ hai tốt chứ, nên làm chưa nên là anh đây đang chấp hành nhưng mà chậm một tí như nó chậm. Cái dịch bệnh này thì cả anh em đều là lo cả, toàn dân đều lo cả, chúng mình cứ chấp hành thôi. Việc kiểm tra y tế đối với người dân vào thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các chốt kiểm soát không phải để ngăn sông cấm chợ. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.